Xin chào quý vị và các bạn, mình là Sang. Ngay bên cạnh Sang là một trong những mẫu xe rất hot, đó chính là Ford Ranger Raptor, một chiếc khủng long trong dòng bán tải. Chiếc xe này có một bộ khung gầm rất ngon, thiết kế riêng hoàn toàn, một cái hệ thống treo của Fox Racing, động cơ hộp số thì được tinh chỉnh giúp mọi nước gà đạp cực kỳ nhẹ nhàng và cực kỳ lướt, dàn mâm bánh to, thân vỏ đồ sộ. Và chiếc xe này màu đen bóng, một trong những màu rất ngầu. Nếu như quý vị có nhu cầu mua xe, hãy gọi điện cho Sang để được hỗ trợ tốt nhất. Và bây giờ mời quý vị cùng xem màu xe Raptor đen.